Thầy làm cho bạn cái câu 2.4. Câu này là được trích trong đề thi vào lớp 10 chuyên hóa tại Nam Định năm học 2021-2022. Đề như sau. Coi nguyên tử canxi là khối cầu cứng có bán kính là R bằng 197 picromet. Tính khối lượng riêng, đơn vị là gam trên cm khối của nguyên tử canxi. Biết thể tích hình cầu là V bằng 4,198 nhân R mũ 3 và 1 cm khối, 1 cm thì bằng 10 mũ 10 picromet. Rồi. Yêu cầu chúng ta là tính gì mà tính khối lượng riêng, đúng không? Đúng ạ. Tính khối lượng riêng. Mà nó cho thể tích hình cầu rồi. Đây, chúng ta có này. Thể tích hình cầu sẽ bằng gì? Bằng m chia d, đúng không em? Và bằng 4,189 nhân cho 10 mũ nhân cho R mũ 3. Được chưa? Yêu cầu chúng ta là tính d, đúng không? Chúng ta từ đây chúng ta sẽ suy ra được d này. D thì em sẽ lấy m chia cho 4,189 nhân cho R mũ 3, hiểu không? Đây là biểu thức 1. Nhiệm vụ của bạn là bây giờ tìm các thông số gắn vào. Đơn vị của thằng này là gam trên cm khối. Được chưa? Gam trên cm khối. Như vậy bước đầu tiên của đây em sẽ đổi R. R là bằng 197 picromet. Là bằng 197. Chúng ta đổi sang cm thì nó phải là 10 mũ trừ 10 không? Hiểu vấn đề không? Đó là R. Về khối lượng. Khối lượng của canxi, đúng không em? Khối lượng canxi được tính như thế nào? Khối lượng của nguyên tử canxi được tính như thế nào? Khối lượng của nó sẽ bằng ở đây này. Chúng ta có này. Nó sẽ bằng số DVC của hắn là 40. Được chưa? 40 DVC. Mà 40 DVC này là bằng 40 nhân cho 1 DVC, hiểu vấn đề không em ơi? Mà 1 DVC bằng gì? 40. 1 DVC là bằng 1,6605 nhân cho 10 mũ trừ 24 gam. Anh tính cho thầy bao nhiêu? 10 mũ trừ 24 để lại. Rồi, bây giờ mình ráp cho. Từ đó mình sẽ ra một bây giờ sẽ tương đương với sẽ ra D này bằng này. M chúng ta là bao nhiêu? 66,42 nhân cho 10 mũ trừ 24 gam. Chia cho 4,189 nhân cho R mũ 3. R mũ 3 là 197. Rồi, bạn hiểu như thế này. Ở đây mình tính lý một tí. Trên tử số chúng ta là âm trừ 24 thì đây mình sẽ đổi nó thành 10 mũ trừ 8 thôi, hiểu không em? Hiểu vấn đề không? Thì bây giờ nó còn lại 1,97, hiểu vấn đề không em ơi? Nhân cho 10 mũ trừ 8, lý do là để 10 mũ trừ 24, 10 mũ trừ 24 hết. Đây là gì? Cm đúng không? Ba lên. Đơn vị chúng ta bây giờ phải là tử là gam không? Dưới này là cm khối không? Được chưa? 10 mũ trừ 24, 10 mũ trừ 8 nhân cho 3 là 10 mũ trừ 24 hết. Em lấy con số này. 6,66,42 chia cho thằng này, nhân cho thằng này 13 lên là bằng kết quả bao nhiêu? Hai phẩy không bảy. Rồi, thế thôi. Mình bấm máy tính là 66,42 này, chia cho mẫu số đây.
Nhân cho thằng này mũ 3 là xong. Được chưa? Tổng số là bằng 2,07 gram trên cm khối. Thế thôi. Đánh giá thì đây là một câu hỏi buộc chúng ta sẽ lượng một tí. Mà chúng ta nhớ lại kiến thức lớp 8. Đây.